Mặc dù dịch COVID-19 tại Bắc Ninh đã được khống chế hiệu quả nhưng vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn đang triển khai nhiều giải pháp, vừa ổn định sản xuất, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Qua đó, một mặt đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021. NutriCare là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng và dinh dưỡng y học cho mọi người ở các lứa tuổi khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho gần 200 công nhân, lao động và khách hàng đến làm việc, tại các cổng ra vào, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đồng thời phát miễn phí khẩu trang cho tất cả mọi người khi đến nhà máy. Đến công ty luôn được cán bộ công nhân viên của công ty nhắc nhở và cấp phát khẩu trang hàng ngày. Và luôn luôn tuyên truyền về các cái không tuyên truyền về diễn biến của dịch và luôn nhắc nhở toàn bộ cán bộ công nhân viên chấp hành tốt các cái nội quy về phòng chống dịch bệnh. Hiện tại là chúng tôi thực hiện tốt tuyên truyền và thực hiện tốt các vấn đề 5K của khuyến cáo của Bộ Y tế, và chúng tôi thường xuyên duy trì các cái vấn đề vệ sinh cũng như là phun clo hoặc là lau sàn bằng clo 0.5% cho tất cả những cái khu vực mà liên quan đến sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi vẫn duy trì ở vấn đề là ra vào kiểm soát bằng đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, cũng giữ là việc là đi ăn phải giữ khoảng cách. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Brico, một trong những doanh nghiệp FDI thu hút lượng công nhân lao động lớn nhất khu công nghiệp Thuận Thành 2, hàng tháng ngoài nguồn nguyên liệu trong nước, công ty cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài. Với cách làm hay, hiện 1.200 lao động tại đây vẫn đi làm, có thu nhập ổn định. Liên quan đến mục tiêu kép của chính phủ, vừa thực hiện sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch, thì cụ thể chúng tôi đã thực hiện theo đúng khuyến cáo của các ban ngành chức năng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bố trí lại các ca kíp làm việc để giảm mật độ công nhân viên và cũng như là duy trì sản xuất, sắp xếp lại khu vực nhà ăn để đảm bảo các công tác phòng dịch theo quy định của nhà nước cũng như khuyến cáo của WHO ạ. Khu công nghiệp Thuận Thành 2 hiện có 23 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động. Trong đó, doanh nghiệp FDI chiếm trên 80%. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh, vì vậy, ngay từ khi có thông tin về COVID-19, đơn vị chủ đầu tư đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Ngoài việc hỗ trợ, bảo hộ, thiết bị khẩu trang, găng tay, nước rửa tay sát khuẩn, thì trước giờ lên ca chúng tôi luôn thực hiện kiểm tra và đo thân nhiệt cho nhân viên. Hàng tuần thì đều triển khai phun khử trùng toàn bộ khu vực nhà điều hành và khu vực lân cận. Với các doanh nghiệp thì chúng tôi luôn phối hợp và hướng dẫn thực hiện theo các văn bản chỉ đạo từ phía cơ quan chức năng. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành với chính phủ Việt Nam, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Dịch COVID-19 hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy, bên cạnh việc tập trung sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch. Qua đó, cùng tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh, tạo môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả.